Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sangma TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồm nha. Cô chủ. Thì cả nhà, thì hôm nay hai anh em mình đang chuẩn bị đến một địa điểm khác để khám phá về tâm linh luôn cả nhà. Thì cái địa điểm này thì nói chung thì đặc biệt mới đối với anh em mình cả nhà. Không biết hôm nay sao mà mình cứ bị lẻo đuổi hoài, cái lưỡi mình nó bị dính lại cái nhà. Nuốt cái lưỡi luôn. Thì cái nhà đây là một cái trạm bơm mà được người dân người ta cho biết rằng là ở đây lúc trước khoảng tầm một tháng mấy về trước là có một cái ông chủ đất ở gần trạm bơm nè, là cái hôm đó là trời mưa và vợ ổng ổng sợ dạng đi xịt chuột cái nhà, mà giờ ổng đêm đó là cản ổng cho đi mà ổng nhất phát ổng đi đó. Ổng nói bây giờ á là 11 giờ đêm mà mày không thấy tao về thì lên mình kiếm tao đó. Cô thằng em vợ ổng á lên tới trên này kiếm ổng, thì lúc đó ổng bị điện xịt chuột cho chết ngắt, nằm một đống trong mình đó. Đó thì tới bây giờ cái trạm bơm này á, hiện tại bây giờ á, thì rất là nhiều điều tâm linh ở đây đó. Thì tại giấc này tầm khoảng cũng chỉ thấy chiều rồi, anh em mình cũng thử khám phá ban ngày xem thế nào. Thì cả nhà, thì nếu mà trong khi quá trình anh em mình khám phá bọn ngày nếu có biểu hiện tâm linh thì tối anh em mình sẽ quay trở lại để tìm hiểu bọn đêm cả nhà. Thì anh em mình quay trở lại bọn đêm, nhưng mà anh em mình trở lại một cái kênh lớn là kênh Sangma Vlog với kênh Nguyên Rộm đó mọi người, Nguyên Rộm Vlog đó. Thì kênh đó là chuyên về anh em mình săn về tâm linh đó. Thì cái kênh đó là anh em mình chuyên săn tâm linh về ban đêm. Còn cái kênh nhỏ của anh em mình hiện bây giờ thì nói chung là anh em mình cũng khám phá tâm linh, nhưng mà những cái kênh nhỏ thì anh em mình chỉ đi quay ban ngày thôi cả nhà. Thì ok nha, bây giờ anh em mình chắc là đi luôn cả nhà. Ok, xin mời cả nhà cùng đi theo hai anh em mình nha. Đi. Ok cả nhà, thì bây giờ anh em mình sẽ đi đến cái ở đây nó có một cái trạm bơm và một căn nhà hoang luôn rồi. Ok cả nhà, thì cái đoạn đường mà từ ở ngoài vào thì nó nhỏ xíu xíu vậy nè cả nhà. Đất sình luôn. Mưa hai bên nước không. Thì cái đường này tất nhiên nếu mà mưa là anh em mình vô không được á. Rồi thăm đồng trống mênh mông. Cái đường này từ đây ra ngoài tới mé lên đường lộ lớn ngoài là chắc 2 km quá. Thì ở đây á cái nhà, thì vào ban ngày coi như là có rất là nhiều người dân ta đến đây để ta xịt lúa hoặc là xịt rẫy nè cả nhà. Bên đây ta có trồng rẫy luôn rồi. Nên cái chỗ này cũng có xe ta đậu đến đây nè. Thì giờ có ông chú ông năng lâm khơm đó đó. Xa xa thấy không? Thì sao đó có người đó. Mà ban ngày thì biết ở đây có gì hay không. Thì ở trước, ở đây có căn nhà quan. Ở ngoài trước thì có một cái vườn chuối thôi nè. Người thấy nhà quan không? Thì cái căn nhà hoang này chắc có lẽ lúc trước là cái nhà để người ta quản lý cái trạm bơm á. Bước vào thì đụng một cái máy bơm, cái motor thì ở bên trong. Ê, ở trong này có cái tủ lạnh. Tủ lạnh này còn ngon á. À. Tủ lạnh này đem gì xài được không thầy? Mà không biết xài được không nữa. Để mở thử coi. Ê, không có gì hết. Mở tủ dưới coi. Ui, không nổi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ cục vậy? Xích cái bản lề rồi. Ừ, hàng chi tao mở ra sao lật luôn đâu không biết. Tưởng đâu có ma trong đẩy. Tưởng đâu hết hồn chứ, tới công chuyện ban ngày mà. Thì nói chung chắc có lẽ ở đây là một cái nơi để những người ta ngủ giữ trạm bơm lúc trước á. Nghe gì cái ầm à? Mới nghe tiếng gì cái ầm đâu ta. Thì lúc trước á, là ở đây chắc có lẽ là người ta quản lý trạm bơm á, ta ngủ ở đây nè, ta ở đây cả nhà. Mà bỏ hoang lâu quá thì chắc có lẽ là không có ai ở nữa. Thì bên đó mọi người thấy bên đó là có một cái trạm bơm nữa cả nhà. Và ở đây có mấy chiếc xe của người ta đi đồng xịt rẫy cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ qua cái khu vực nó quay thẳng cho mọi người xem nha. Ở xa anh em thấy có một người chắc đang có lẽ là thịt rẫy.
Thì cái miếng đất mà nãy lúc đầu mình có nói là có một người xịt chuột chết ở ngoài đất này nè. Đây luôn. Ở đây nè. Là do vợ người ta không, vợ ông đó là không cho đi. Mà chả dứt khoát cho đi. Mà đêm nó mưa. Nó cho nó giờ 11 giờ đêm mà mày không thấy tao về thì mày lên kiếm tao. Cái kiểu là coi như là y như là chói trước luôn. Ừ. Rồi cái mùa bị đi không à, chả không về, cái em vợ hay em chả gì đó lên kiếm. Rồi thấy nó chết nằm chết này rồi. Thì bên đây em ngồi đấy chạm bơm nè. Bây giờ hai em sẽ tiến vào cái chạm bơm. Cái chạm bơm này cũng hốt hoang luôn cái nè. Lúc trước á thì kiểu như nước lũ ha, ba vụ vậy đó. Ta bơm lên. Hôm trước đó là chắc có ta làm ba vụ đó. Ừ. Gì? À, có tiếng gì vậy? Mới nghe tiếng động đâu phía bên đây gì vậy? À, nghe đùng đùng không? Anh đi, anh đi qua đó thôi coi. Cái gì cái bóp này vậy? Ở đâu có gì đâu ta. Ây da. Nghĩ có cái đồ chỗ xa nước. Đi vòng qua đây đó. Bên đây trống lỏng không có gì đâu. Bên ngày mà tiếng động vậy ta, hay là cây cối trên này lừa rụng chúng ta. Có nào cái cối, ô đây có cái võng nè. Nó nghe thấy tiếng động bến đó mọi người. Mọi người thấy nóc nhà không? Qua đây có tiếng động, bên đó có tiếng động. Cái lỗ gì bên đó ngoài ba cái đồ như rừng rồi. Mình ngã làm gầm bến. Bên đây mới nghe gầm gầm nhà đây nè. Ủa? Cái cánh tủ này hả? Cái cánh tủ này nè, anh có bưng ra không? Ủa? Đó. Nãy em nhớ nó ngã rồi, nó ngã sát trong mà. Ê. Cái gì? Cái cánh tủ này hả, anh em mình mở ra nó ngã, nó nằm sát đây nè. Mà sao mà bây giờ nó nằm ra ngoài này? Kỳ gì? Kỳ cục gì? Ê, nghe tiếng động. Đó. Ừ. À, gió mà ù. Không biết là gì. Bây giờ mình thử đóng cửa đây. Đóng cửa mình về, đi qua bển cái đảo lại cái tù lành nó làm sao nha. Cái nhà nó rung. Đóng cửa lại đi. Hồi nãy mình mở. Hồi
mà nó mình đem ra mình nhớ ta. Bây giờ mình đóng cửa lại nè. Bây giờ mọi người xem kỹ nha. Tôi làm vậy nó vậy nè. Anh em mình làm bộ đi ra ngoài kia cây. Coi đảo lại. Có gì đâu. Bây giờ anh em mình đóng cái cửa lạnh đó lại rồi đó. Mọi người thử ra xem một hồi anh em mình đảo qua cái cửa lạnh nó còn sao nghe. Giờ mình sẽ làm bộ đi ra chỗ khác. Tại vì mình thấy có cái tủ lạnh nó có cái gì đó bất thường. Ê, anh nhớ hồi nãy là lúc ngã xuống nó nằm đó luôn mà, đâu có đem ra đâu. Thì bởi vậy mà sao mà giờ đảo qua mà thấy nó nằm ngoài nè. Bây giờ làm bộ mình đi ra ngoài đi. Đây đó là có lẽ là thông linh đã mọi. Thì giờ mình làm bộ đi ra ngoài thấy cái tủ lạnh nó làm sao. Đó thì anh em mình đâu có khiên nghe hay bỏ ngoài đó. Rồi anh em mình qua đây luôn. Sau lại đảo lại lại nằm bên kia. Ừ. Nói về tiếng động trên đây mà. Cái nhà bên đó. Lấy em tụi ông chọi. Thử có con gì nó chạy ra không? Là nó hồn tưởng đâu mới qua bên đây mà bị nữa. Có, tại đang quay em dục chứ. Thử có con gì nó chạy không? Ở đây cũng lạnh, không có con gì đâu anh. Đi đâu, sợ chuột thì sao? Ok, bây giờ mình thử đi về bản nữa coi. Nãy giờ cũng ở đây rồi. Ừ. Giờ cả nhà thì anh em mình để đảo qua bên kia xem coi như thế nào. Cái cửa ngã ra nữa rồi. Ủa? Cái cửa tủ ngã ra nữa cái nè. Ừ. Nghe ra không? Anh em mình nãy đi trước khi đóng cửa lại. Nhưng mà bây giờ đã lại thì cửa ngã ra nữa. Ngã ra nữa. Mà cấp đầu thì đầu tiên em lại em mở ra nhá không? Ừ. Thì nó ngã vậy nè. Ừ vậy đó. Mà một hồi mình đó nè, anh em đó lại thử nằm đây nè. Có gì nó lạnh vậy ta? Hay là do gió ta? Gió sao ngã nghe nói? Ai biết đâu. Ví dụ có gió thổi vào thì cũng ịnh vô nó sao ngã ra. Bây giờ mình không biết được. Thì đây là cái một cái điều rất là lạ về tâm linh đó nè. Gì kêu à? Ôi, gì kêu cái é trời. À. Thì anh em mình nãy giờ đi mình nhập dòng rồi thấy cũng có rất là đều có điều gì lạ trong đây mọi người. Thật sự là khi anh em mình vào đến đây là anh em mình nghe cái cảm giác như là
là nhận như là có người ở sau lưng mình để... Và hiện giờ trời vẫn còn nắng như thế này, giữa ban ngày như thế này. Mà ở cái khu vực này thì đâu có một bóng người. Gì? Mới nghe em nói cái đụng gì á, phải không? Thì cái nhà ấy, nói chung cái khu vực này nãy giờ anh em mình ở hai nơi, một cái nhà hoang với lại một cái trạm bơm, thì nãy giờ anh em mình cũng thấy rất là nhiều điều lạ thường trong nhà này, tiếng động và như những đồ đạc luôn này. Cả nhà, thì riêng về cái tủ lạnh này, anh em mình dám chắc là cái tủ lạnh này là phải có tâm linh tác động vào. Thì cái cửa này nó có sự như vậy cả nhà. Sự dịch chuyển gì đó, một cái sức mạnh nào đó là mang cái cửa này ra từ đây cả nhà. Trời má ơi. Cái cửa dính máu vậy ông nội. Trai, cửa nó máu rồi cha nội. Cái cửa nằm máu không mọi người, trong này cũng dính máu rồi nè. Cả nhà có thấy không, có những cái vết máu đen lỗi ở đây rồi, ở có, bên trong đó nữa mà có lẽ là chảy từ trên này chảy xuống nè. Rất là nhiều máu luôn, và trong này mọi người thấy không nè, dính máu nè. Nãy giờ anh em mình không có coi kỹ, bây giờ xem kỹ lại thì mở cho anh coi có dính máu mọi người. Ở trên này thì không có, trên đây thì không có gì cả nhà, tưởng nó mở ra mà gặp cái đầu ở đây nữa được thôi. Cái tủ lạnh này á, nó có khả năng là chứa một người. Người thấy không? Cái khoảng trống nó rất là rộng. Có thể chứa một người à, nếu mà tính nhỏ nhỏ thì được. Mà tại sao lại có máu? Mà tại sao có máu? Mà tủ lạnh này bỏ lâu lắm rồi. Người thấy cái cửa mà lấy tủ lạnh người biết là nó bỏ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà giờ này mọi người thấy không? Lúc nãy anh em mình vào là không biết là có hay chưa, nhưng mà lúc đó anh em mình không để ý. Không để ý. Nhưng bây giờ xem kỹ lại thì anh em lại thấy máu nào người thấy không? Mà vết máu này thì rất là lâu rồi. Vết máu là lâu rồi cả nhà. Không thể nào mà mở đây được. Lâu rồi, vết máu này lâu rồi. Thì khi nãy anh em mình vào đây thì nghe những động ầm ầm ở trên mấy mái tôn nè. Không biết là có cái gì. Anh em mình cứ nghĩ là gió thôi. Không biết là có cái gì đó. Nghe ầm ầm rồi chết. Không biết có gì đó tự lạnh hay không ta. Thì bây giờ là tối nay mình sẽ trở lại đây. Chứ bây giờ là thật sự là anh thấy là rất là khó hiểu về cái căn nhà này rồi. Thì cái nhà thì anh em mình nãy giờ đi khám phá ban ngày thôi, mà cũng có rất là nhiều điều nó kỳ lạ. Thứ nhất cái tủ lạnh này, và thứ hai là cái trạm bơm bên kia đó. Và đặc biệt là anh em mình phát hiện một cái vết máu chảy dài từ trên xuống này, không phải thấy không? Ở trong đó, trong vẫn có. Thì anh em mình có một suy nghĩ là cái tủ lạnh này nó có một vấn đề gì đó. Chắc chắn là về đêm á, khi mà quay lại đêm chắc chắn sẽ có điều giải thắc mắc cho mọi người. Thì ok, thì cả nhà thì đến đây thì chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây. Và hẹn cả nhà vào tối đêm nay, anh em mình sẽ chờ đây. Và cả nhà muốn xem cái tập tối đêm nay nữa đây á, thì cả nhà hãy vào kênh Săn Ma Vlog nha. Và kênh của anh Nguyên Rậm luôn rồi. Thì cả nhà thì đến đây thì anh em mình xin kết thúc clip đây. Và okay. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe cả nhà ơi. Ok, bye bye mọi người nha. Chào cả nhà.